Dạ vâng, em Thiên Đường xe cũ xin kính chào toàn thể quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng Thiên Đường xe cũ trong ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì em lên sóng cho toàn thể quý bà con, cô bác một cái mẫu xe. Vâng ạ, một cái mẫu xe 5 chỗ ngồi phiên bản tự động. Nói chung là tầm giờ thì không có lời lãi gì nữa bà con nhé. Đấy, không có lời lãi gì nữa mà em đang cần thu hồi vốn gấp ở cái mẫu xe này. Cần thu hồi vốn gấp ở cái mẫu xe Nissan Piso 2009 này. Bà con nhà mình quan tâm đến mẫu xe này mà còn lăn tăn về giá cả thì có thể là liên hệ trực tiếp với Thiên Đường xe cũ qua số điện thoại là 0394 652 688 nhé. Giá chào bán cho mẫu xe này là 295 triệu đồng. Đấy, thì bây giờ thì em mời bà con, cô bác, anh chị và các bạn đang xem video cùng em đi chi tiết tổng thành hệ thống nội ngoại thất, máy móc gầm bệ ở cái mẫu xe này. Một cái mẫu xe phải nói là cũng rất là đẹp. Đấy, nhưng em cũng không biết tại vì làm sao mà nó lại vẫn còn nằm ở tại cửa hàng đến bên thời điểm bây giờ. Nói thật với bà con là con này về tầm khoảng 5-6 tháng rồi đấy. Đó, nó về tầm khoảng tầm giữa năm. Đó, thì bây giờ em đang cần thu hồi vốn gấp. Nói thật với bác là bà con của bác là tầm update thế này rồi thì em đang cần vốn để xoay vòng. Đó. Đấy, đang cần vốn xoay vòng nên là cần thanh lý của cái mẫu xe này. Đấy, giảm giá thu hồi vốn bà con nhé. Giá chào bán cho mẫu xe này là 195 triệu đồng tại thời điểm đầu tiên khi mà xe về. Đấy. Còn bà con nào mà muốn chốt cái mẫu xe này với giá tốt nhất thì chỉ cần liên hệ trực tiếp với Thiên Đường xe cũ thôi. Với cái phần hệ thống nội thất của nó đây, bà con có thể xem. Nội thất, trang bị nội thất ghế da nguyên bản nhé. Ghế da xịn nguyên bản từ mới đến giờ. Chân lý nguyên bản luôn. Xe thì chưa có lắp màn hình nhưng mà được cái là trang bị cam hành trình ở trên gương. Đó. Máy gầm chất bà con nhé. Máy cực kỳ chất luôn. Đấy. Máy gầm đại chất. Đó. Nói chung là cái dòng này thì nói thật với bà con có bác là đi rất là lành và tiết kiệm nhiên liệu. 100 cây nó xăng chỉ đâu đó tầm khoảng 5 lít hơn trên 100 cây thôi. 5 lít hơn trên 100 cây thôi. Xe đẹp, keo chỉ cột keo zin. Đấy, không lỗi. Đấy, các cánh cửa đóng rất là ok bà con xem này. Đấy, xe cực kỳ đẹp bà con nhé. Rất là đẹp. Đây bà con, cô bác ạ. Với cái phần hệ thống nội thất đằng sau này. Đấy, khoang nội thất đằng sau đây ạ. Đó. Con này được trang bị động cơ 1.0 3 máy thôi. Về phần đuôi xe thì có trang bị cảm biến chống va chạm đầy đủ. Vâng, em quyết định giảm giá bà con nhé. Quyết định giảm giá thu hồi vốn về mẫu xe này là giảm xuống 20 triệu đồng. 195 triệu và em giảm xuống còn 175 triệu đồng cho mẫu xe Nissan Piso này. Đó. Bà con cô bác thì mình quan tâm thì alo ngay cho Thiên Đường xe cũ nhé. Đấy, giá thì em vẫn đến, nếu mà đến lấy xe thì bên em vẫn lọc lá cho một chút nữa. Đấy, nó thật là lỗi thì có đã lâu rồi. Đấy, chứ không có lời lãi gì nữa đâu ạ. Có trang bị đầy đủ, thì khí an toàn đầy đủ bà con nhé. La răng đúc, dương kính điện. Đăng kiểm nó thì đến tháng 3 2023. Đấy, con này được trang bị động cơ 1.0 3 máy. Biển Hà Nội. Đó. Máy gầm chất, đèn đóm thì đèn của nó thì con này có cả trang bị cả cảm biến trước nữa luôn. Có cả trang bị cảm biến trước sau đầy đủ luôn. Này. Máy số thì máy chất bà con nhé, máy chất luôn. Em đang nổ máy đây. Máy cực kỳ là chất. Máy nổ êm ru luôn bà con ạ. Đấy, máy nổ rất là êm. Đây bà con đứng bên ngoài là không nghe tiếng máy nhá. Máy nổ cực kỳ êm luôn. Đấy, máy nổ rất là êm. Đó. Tiếng máy êm, đều tiếng máy. Máy êm ru luôn. Với giá tiền chỉ có thật đấy bà con là đây hệ thống phanh ABS này. Đó. Máy êm ru như này. Bà con nghe tiếng máy đây. Đấy, máy nổ êm ru nhá. Đấy, về phần đầu xe là không hề có dấu hiệu của bị đâm xôi tai nạn gì bà con nhé. Đó. Máy gầm đại chất luôn. Mà giá thì đang thu hồi vốn về 195 triệu đồng. Em quyết định giảm giá xuống còn 175 triệu đồng để thu hồi vốn ở cái mẫu xe Nissan Piso này. Bà con cô bác nhà mình quan tâm thì liên hệ trực tiếp với Thiên Đường xe cũ nhé. Qua số điện thoại là 0394 652 688 để được sở hữu ngay cái mẫu xe này. Đấy, phiên bản tự động mà 5 chỗ nhập khẩu của Ấn nữa.
Đấy, rất là lành và bền, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, xe đẹp, không dịch vụ, không taxi và không lỗi nhé bà con nhé. Đấy, bà con có thắc mắc gì thì chỉ cần liên hệ trực tiếp với Thiên Đường Xe Cũ ạ, qua số điện thoại là 0394 652 688 ạ. Xin chào bà con và xin hẹn gặp lại bà con trong những cái mẫu video lần sau ạ.